Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì May Trâm mời quý vị theo dõi buổi trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là đến từ Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS. Và mời anh Nguyễn Đình Thắng có thể update những gia đình mà đồng bào tị nạn nào người Việt Nam ở Thái Lan mà đã được qua Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đó anh Thắng. Sắp sửa tới đây sẽ có những cái đợt đi Hoa Kỳ, đi Canada, đi Úc và đi Tân Tây Lan khá đông. Chúng tôi ước lượng đến giờ này chúng tôi đã biết được có khoảng 150 người đồng bào chúng ta đã được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu qua các cái quốc gia định cư. Nó có hai cái nút nghẽn từ trước đến giờ. Nút nghẽn thứ nhất và quan trọng nhất là các quốc gia định cư họ không nhận nhiều người tị nạn từ Thái Lan. Chúng ta cần phải thuyết phục họ, bởi vì họ quan tâm đến cái vấn đề biến động lớn như là Afghanistan, rồi Ukraine này kia vân vân, hoặc là ở vùng Nam Mỹ. Còn ở Thái Lan chỉ khoảng chục nghìn người tị nạn thôi, trong đó có 5.000 người thì đã có quy chế tị nạn. Thì đối với lại quốc tế nó con số này quá nhỏ, họ không quan tâm. Nhưng mà chúng tôi thuyết phục được họ rằng đây hết sức là quan trọng, bởi vì Thái Lan là quốc gia duy nhất ở trong vùng Đông Nam Á toàn vùng mà còn rộng lượng để mà đón tiếp, cho phép những người như là đồng bào chúng ta từ Việt Nam, hoặc là như những người từ Pakistan, từ Trung Quốc, từ Lào, từ Campuchia, từ Iran chạy sang và tạm dung ở đó. Họ không được công nhận là hợp pháp nhưng mà ít ra còn được tạm dung. Nếu như mà chúng ta không định cư mà nó cứ tích lũy lên từ 10.000 lên 15.000 đến 20.000 thì thế nào chính phủ Thái Lan cũng sẽ phải xét lại cái chính sách tương đối rộng lượng đó so với những quốc gia khác ở trong vùng. Thì đó hết sức là nguy hiểm. Thứ hai là càng ngày thì các quốc gia lân cận, lân bang như là ngay cả Việt Nam, mới đây Thứ trưởng về Tư pháp của Bộ Tư pháp đã sang bên Thái Lan để bàn thảo cách mà thực thi cái hiệp ước và cái ký kết giữa hai bên về vấn đề những người gọi là tội phạm, người Việt Nam mà tội phạm. Ở tại Thái Lan thì rất dễ để Bộ Công an Việt Nam tuyên bố một ai đó thành một người đấu tranh cho nhân quyền chẳng hạn, một vị lãnh đạo tôn giáo là thành phần tội phạm, thì rất có thể là chính phủ Thái Lan sẽ rất độ về Việt Nam, trục xuất về Việt Nam. Thành ra đang có nhiều cái chiều hướng hết sức là nguy hiểm. Gần đây thì anh nhà báo Đường Văn Thái là bị bắt cóc. Do đó chúng tôi chứng minh được rằng ở tại Việt Nam, ở tại Campuchia, ở tại Lào và Trung Quốc đã xảy ra tình trạng là hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị chính phủ Thái Lan giao trả qua biên giới, và có những người về đến đất nước của họ thì mất tích luôn, hoặc là đi tù. Sau đó có một ít lại chạy sang đến Thái Lan. Tôi chứng minh được cái điều ấy. Để mà khuyến khích các quốc gia nhận định cư hãy quan tâm đến Thái Lan, tuy con số nhỏ nhưng mà hết sức là quan trọng. Nhưng mà cái bế tắc thứ hai mà cũng quan trọng không kém đó là Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Một cái sự thỏa thuận giữa các quốc gia nhận định cư và Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là họ chỉ nhận định cư những ai đã được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận cái tư cách tị nạn. Cho những quốc gia nó không thể mà thò tay vào rồi bốc người đi thẳng và qua mặt Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và qua mặt chính phủ Thái. Bởi đất nước Thái Lan là một quốc gia có cái chủ quyền. Hoa Kỳ không được quyền thọc tay vào, không được quyền can thiệp vào. Canada không được quyền can thiệp vào, mà chỉ có đi qua trung gian của một cái cơ quan Liên Hợp Quốc, đó là Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Nếu như Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc không giới thiệu người qua các phái đoàn của các quốc gia định cư thì cũng bế tắc. Thành ra chúng tôi lại phải thuyết phục. Rất may mắn, cuối tháng 6 vừa rồi chúng tôi gặp vị Cao ủy trưởng của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Cái danh xưng chính thức là đại diện Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở tại Thái Lan, mà tôi quen 15 năm rồi. Thì ông ấy nói rằng Việt Nam là một trong 4 quốc gia ưu tiên hiện nay để mà Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu đi định cư thật nhanh và thật nhiều, bởi vì họ hiểu ra cái mối nguy của những người tị nạn đến từ 4 quốc gia như chúng tôi nhắc đến là Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc đã có một số trường hợp bị bắt cóc hoặc bị trục xuất qua biên giới. Thành ra cuối cùng là đã tháo gỡ được cả hai cái nút nghẽn. Thành ra từ giờ đến cuối năm chúng tôi nghĩ rằng cỡ khoảng 100 người sẽ đi định cư ở nhiều quốc gia khác nhau. Ngày hôm qua chúng tôi có họp với lại vị trợ lý ngoại trưởng đặc trách vấn đề tị nạn của Hoa Kỳ là bà Julieta Vos Noyes. Đây là giới chức cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về chính sách định cư tị nạn. Thì chúng tôi có cập nhật rằng nó có những cái diễn tiến tích cực. Tuy nhiên cái điều quan tâm là vì cái vị đại diện Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc rất hợp tác với chúng ta, mà chúng tôi quen biết 15 năm, thì cuối năm nay thì về hưu. Chúng tôi nói rằng cái sự thay đổi nhân sự có thể nó dẫn đến cái sự thay đổi chính sách chăng, và bà trợ lý ngoại trưởng Vos Noyes có
cam kết rằng tôi sẽ bảo đảm cái cánh cửa cơ hội để mà tiếp tục giải quyết định cư những người tị nạn đã được cứu sát được tị nạn bởi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan sẽ tiếp tục được rộng mở. Thì đấy là cái hy vọng của chúng ta. Tôi ước lượng rằng hết năm 2024 thì thêm 400 người nữa là khoảng 500 người, tức là một nửa số của những đồng bào chúng ta đã có quy chế tị nạn và nằm chờ rất dài lâu ở bên Thái Lan. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều đã có gần nửa tiếng đồng hồ để chia sẻ những thông tin về đồng bào tị nạn tại Thái Lan với quý thính giả tại vùng Dallas-Fort Worth. Và hẹn gặp lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vào lần tới ạ.